nay thì mọi người đều bán đồ chay. Đây cũng bún chay luôn. Bên kia là số chẵn 26 cô giang. Đây có cái sạp đồ khô, lạp xưởng. Tiếc là sáng má đi chợ sớm rồi nên mình không có coi được cảnh mua bán giá cả, do mới sáng mình không ngại không có giá. Ăn sáng chị? Nhìn chung hôm nay thì bà con mình bán, những ai bán đồ ăn thì sẽ bán đồ chay rất là nhiều luôn. Theo hướng này thì mình đi đường Võ Văn Kiệt, Bến Chương Dương ngày xưa nè. Trứng vịt 22.000 một chục. Chú đã bán một bún nước, cũng bún thịt nướng rất là ngon, bình dân. Đây có dãy nhà xưa nè, dãy nhà thì rất là quen với sư phụ nè, rất là thân thuộc. Sư phụ Trần Phát, phụ Kiến Càng ở khu vực này thì phụ nhớ rất là rõ. Bên đây thì hẻm nhà chú Dũng nè, đầu hẻm nhà chú Dũng. Buổi sáng thì bà con mình bán rất là nhiều. Ở đây có cái nhà mà chỉ có không gian ở trên thôi, ở dưới thì là cái hẻm. Đây đầu hẻm này có cái nhà mới xây lên rồi nè, 2 căn. Hẻm 103 cô Giang. Quần áo chị là nhìn màu mè rất đẹp không? Nhìn quay ông này nè. Quay lên nói này cô tiếp thị à? Không tiếp thị. Quay chơi nha, tiếp thị đâu. Chúng ta đi vào hẻm chợ này đang có trước năm 1975 mà. Rồi hồi xưa là chợ Cầu Muối. Nó khác lần này. Rồi sau cái chợ trái cái mọi người bán lìa ra, không phải hả? Không phải. Chợ Cầu Muối là chợ Cầu Muối, chợ Cầu Giang là chợ Cầu Giang. Chợ Cầu Giang là riêng. Chợ Cầu Muối nó là riêng, chợ Cầu Muối chợ Cầu Lạnh nó là riêng. Rất là lâu rồi chứ đâu phải năm 94. Rồi nó có trước năm 1975, có những người trước năm 75 luôn. Trước năm 75 mà có bà ở đây bạn qua nói cũng là 68 cũng là chợ này. Cũng là tên chợ Cầu Giang luôn. Hôm ngày xưa nó tên kêu bằng cái tên gì á? Mơ no, hồi xưa là đường này đường mơ no nè. Chạy mở mơ. Đình mình thì nó cũng làm một cái chợ. Chợ chạy hả? Con nhỏ gì đẩy đó, nó kêu mà bà nội nó kêu bằng chợ gì nè.
Nhưng mà hồi năm 68 này đường này đường Mơ No nè, đường à, Mơ No. Chắc là chợ Mơ No, nghe nó có hai chữ. Đấy. Có lâu rồi, chợ này có lâu rồi rồi. Vậy chú này chắc lâu lắm rồi ha. Năm 81, 82 rồi không, tôi để ở Gò Vấp. Gò Vấp. Năm 81, 82 tôi còn ghé dưới đây chơi. Ủa chú bán gì đây? Đây chú bán gì? À, chú phụ bán với cô đây. Ủa sạp chú là nào? Để bữa nào ông ra ủng hộ. Cô bán thịt bên kia. À, cô này bán thịt rất là lâu rồi nè. Cô bán ở đây. Đây người ta bán, mấy người đây người ta bán còn 30 mấy năm rồi. Dạ. Chín tư hai mươi năm rồi. Dạ. Nói không đúng người ta. Dạ. Ở đâu nói vậy chú? Cái đó thì báo cục trẻ báo ấy đăng nó nói là chơi là thành lập năm. À, nói về vấn đề giải tỏa nữa ha. Đúng rồi. Mà nói cái mốc thời gian không đúng. Mốc thời gian không đúng. À. Chứ những người nào mà ở đây là khoảng năm trước năm 75 thì mới biết. Dạ. Còn 60 tuổi trở lên thì người ta càng biết nhiều. Dạ. 60 tuổi mới ở đây. Dạ. Không, không biết là chợ này lâu lắm rồi chứ không phải năm 94 đâu. Nó lâu lắm rồi. Chuyện này nó không đúng rồi, cái mốc thời gian. Tại có ông sư phụ ở trong đây nè. Sống ở đây rồi, nhỏ đi lớn luôn mà. Ở hẻm này nó có lâu rồi. Dạ. Ở đó hẻm này hẻm Tân Tân. Trường Thành Lý gì nữa. Hồi xưa tiếng Hoa nữa. Đúng rồi, sống sống người Hoa. Dạ. Yeah. Ủa, giờ bữa ở đây người ta mặc tiền nha, người ta cho mình bán không? Thì bây giờ hiện tại là bây giờ họ chưa có xây dựng trong hoàn chỉnh. À. Thì họ chưa có bán. Này bữa là khách sạn rồi. Mười mấy tầng á. Luôn tầng hầm á. Dạ, 11 tầng. Dạ. Nó cũng dễ chịu. Dạ. Yeah. Người ngoài chỉ kêu. Chị kèo quá chú. Nếu cho bán buổi sáng, bạn bán buổi sáng không cũng đâu có gì đó. Ở hai đứa là họ chưa có hoàn chỉnh nên họ cũng chưa nói được gì. Dạ. Yeah. Mình chưa đường cho xe, cho ra với em cho vô. Dạ. Yeah. Rồi, thôi con vô. Cảm ơn chú. Chờ nó có lâu rồi rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, chúc chú gì sức khỏe rồi. Nha. Đi chị. Nhớ lúc nãy em tám chuyện với chú. Chú nói là cái chợ này không phải có năm 94 mà chú nói là cái chợ này có từ rất là lâu rồi. Năm 68 trở lên. À, chúng ta vô cái hẻm hẻm của chú Dũng và sư phụ Trần Phát. Sẵn sàng sớm chúng ta đi đây, nhà chú Dũng đây. Đi ngang thì không quên được nhà chú Dũng đâu ha. À, nhà chú thì không có lầu thì mặt tiền họ mới sửa chữa lại. À, bên trong vẫn còn nguyên kết cấu ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Em xin kính chúc cô chú anh chị mình luôn nhiều sức khỏe. Bây giờ đây là nhà của sư phụ Kiến Càng đây. Sư phụ, tôi thấy ông quay phim rồi, tôi kêu ông kêu không. Sư phụ ở đâu, ở đấy? Tôi đứng đây thấy ông hoài, tôi kẹt cái đoạn, tôi kêu mắt chưa mụ, tôi kêu mà không nghe. Này là sư phụ, sư phụ Trần Phát. Con chào chú. Chú là bạn sư phụ hả? Cho mình nghe cái bài á. Không có sư kỳ. Không có sư trụ nữa. Sân chơi buổi sáng chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi chúng ta đi cài tiếp. À, những hình ảnh kỷ niệm của sư phụ nè. Đó,
mỗi sáng em lên đây nghe phụ thổi kèn rồi học tiếng Hoa và tập thể dục. Hehehe.